chúng ta sẽ test cái máy nghiền tự hút. Ở đây là cái ống hút của nó, đầu hút ngô này, hoặc lúa bắp các thứ. Bà con có thể thấy là cái cấu tạo bên trong của nó. Và đây là cánh quạt nghiền. Và khi mà nghiền xong, kích thước nó nhỏ như này và nó sẽ thổi ra qua cái đường ống dưới này. Và tôi sẽ quay tổng quan một vòng cái máy cho bà con xem. Đây là quá trình tôi chuẩn bị, chúng tôi sẽ test một cái máy nghiền hút tự động. Ok, rất là mịn. Xin chào mọi người. Vệ sinh máy cũng rất là đơn giản, chỉ cần xịt qua qua là được rồi. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.